Lưu ý trước khi xem, đây là video tiểu thuyết ghép át nên sẽ xoáy sâu vào diễn biến ly kỳ của chuyện, hình ảnh chỉ mang tính chất tương đối. Chúc các bạn xem video vui vẻ, nếu thấy hay hãy like, đăng ký kênh và chia sẻ video để ủng hộ mình nhé. Gắt gao nhìn chằm chằm thân thể chắc phàm không buông, hai tròng mắt thượng quan phi hùng khẽ run rẩy, ánh mắt trột dạ, mặt hiện ra vẻ nghi ngờ, nhất phàm, cái này. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Vì sao trùng thiên kiếm lại ở trong tay ngươi? Hôm nay chúng ta lại bị chúng mai phục, hôm nay ngươi nhất định phải giải thích rõ ràng cho lão phu cái gì, phụ thân, các ngươi chúng mai phục, không khỏi cả kinh. lúc này thượng quan kinh yên rốt cục mới hiểu được, thì ra tiếng kêu giết chấn thiên vừa rồi, không phải là nhân tài của thượng quan ra bọn họ đột kích vương phủ, mà là bị người khác mai phục tàn sát, trong mắt không khỏi nhất thời lộ ra một trận lo lắng. như vậy phụ thân, tộc nhân chúng ta thế nào rồi, thương vong có lớn không? sau khi phun ra một ngụm chọc khí thật dài, thượng quan phi hùng không khỏi hung hăng cắn răng, than thở nói, thương vong không nhỏ may mắn cuối cùng nơi này xuất hiện động tĩnh bách lý kinh vĩ mở ra kết giới ngược lại cũng không đuổi tận giết tuyệt chạy thoát trong đường tơ kẽ tóc nghe được lời này thượng quan khinh yên mới không khỏi thở dài yên lòng đồng thời cũng là vẻ mặt không thể tin nhìn về phía chắc phàm cổ tiên sinh tất cả những chuyện này là do ngươi gây ra đúng không đây là vì cái gì như thế nào chuyện này thật sự không phải do thượng quan gia chủ bày ra sao nhìn thật sâu phản ứng của hai cha con thấy không giống như giả dối lông mày bách lý kinh vĩ cũng không khỏi nhẹ nhàng run lên trong lòng hồ nghi thì thảo thành tiếng không khỏi lạnh lùng cười thượng quan phi hùng tựa như nhìn kẻ ngốc nhìn về phía hắn trên mặt lộ ra từng trận vẻ khinh bỉ ừ người ta nói thừa tướng bách lý kinh vĩ của kiếm tinh đế quốc thông minh tuyệt đỉnh hôm nay vừa thấy cũng chỉ là như thế thượng quan phi hùng ta mặc dù trân trọng trùng thiên thần kiếm nhưng đó chẳng qua chỉ là một vật chết còn cần người đến khống chế mới có thể hiển uy lão phu há có thể vì nó mà dùng cao thủ của thượng quan gia cùng tính mạng của mình để đổi lấy đến lúc đó mặc dù đoạt được thần kiếm nhưng không ai có thể dùng thì lại thế nào huống chi theo thừa tướng vừa nói đây còn là một bước nước cờ nguy hiểm còn không nhất định thành công nhưng trả giá cũng quá lớn đi thắng cũng không có lợi thua thì thất bại thảm hại mua bán như vậy một người thông minh như thừa tướng đại nhân sẽ làm sao ừ ồ hóa ra là như vậy thì ra tất cả chúng ta đều bị lừa thân thể nhịn không được chấn động bách lý kinh vĩ nghe được lời này da mặt nhất thời run lên mí mắt khẽ run lẩm bẩm thành tiếng trai cò tranh giành ngư ông đắc lợi thì ra hết thảy thật đúng là còn có người thứ ba nhúng tay thao túng ở trong đây chúng ta vẫn luôn cho rằng cả song phương chúng ta đang trưởng khống đại cục tất cả mọi chuyện đều tiến triển theo phương hướng chúng ta dự tính nhưng ai ngờ chúng ta đều là đồ chơi trong tay một người khác bị người khác điều khiển liều chết liều sống cuối cùng lại thành may áo cưới cho người khác ai sơ xuất bản tướng dĩ nhiên không nghĩ tới ngoại trừ thượng quan ra ra còn có địch nhân khác tồn tại bản thân lại làm con tốt thí cho kẻ khác hừ hừ thật sự là thất bại lớn nhất trong nhân sinh sắc mặt không khỏi đồng loạt chấn động lần này song phương rốt cục hoàn toàn hiểu được hết thảy sau đó ánh mắt mọi người liền đồng loạt chuyển hướng về phía chắc phàm trong mắt vừa sợ hãi vừa nghi ngờ bách lý kinh vĩ càng là một đôi mắt lạnh lùng lóe lên đối với vị cổ đại sư mà hắn từng nhất trí tôn sùng lạnh lùng lên tiếng người đến tột cùng là ai, lại được người nào phân công. Cổ nhất phàm, một luyện đan sư bình thường mà thôi, cô độc, tứ hải là nhà, ha ha. Bất giác nhẹ nhàng cười, chắc phàm trêu tức nhìn về phía tất cả mọi người, trong mắt đều là cười nhạo. Điều này không khỏi làm cho mọi người trong lòng giận dữ, sắc mặt càng thêm âm trầm. Nghĩ đến, bọn họ đều là đại nhân thực lực cường hãn, các đại gia hùng bá một phương, lúc này cư nhiên bị một tiểu oa nhi đùa giỡn, liều mạng máu chảy thành sông. Truyền ra ngoài, chẳng phải là bị thế nhân cười nhạo sao? bọn họ đều là thượng vị giả ở vị trí cao từ lâu vì thể diện cái gì cũng có thể không quan tâm như thế này làm sao có thể nhịn được kết quả là bất kể là bên phía bách lý kinh vĩ hay là thượng quan gia giờ này khác này ánh mắt nhìn về phía chắc phàm đều lộ ra quang mang hung ác trần trụi tựa hồ hiện tại chỉ hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi bỗng dưng chắc phàm trở thành địch nhân chung của tất cả mọi người nơi này nghìn người chỉ vạn người hận không còn một bằng hữu nào đáng nói chỉ có một mình thượng quan khinh yên thấy tình cảnh này trong lòng lo lắng một mảnh nàng không biết chắc phàm đã sớm để lại đường lui cho mình nên mới không sợ hãi như thế trong lòng đã nóng như lửa đốt nhưng chắc phàm vẫn như cũ sắc mặt như thường vẻ cười nhạo trong mắt vẫn không giảm thậm chí còn có hơn điều này không khỏi làm cho sự tức giận trong lòng tất cả mọi người nơi này càng sâu hơn một bậc tiểu tử này bị nhiều cao thủ vây cho nước chảy không lọt chết đến trước mắt như vậy cư nhiên còn có thể kiêu ngạo thật sự là đáng hận đáng giận quá không đem những đại nhân vật như bọn họ để vào mắt nhất là thượng quan phi hùng thân là cữu cữu nuôi này lại nhịn không được nổi giận gào thét thành tiếng nghiến răng nghiến lợi nói cổ nhất phàm lúc trước lão phu vẫn cho rằng đây là bách lý kinh vĩ tinh kế nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới lại là quỷ kế của ngươi nói như vậy tấm bản đồ giả kia cũng là ngươi cố ý hãm hại chúng ta ha 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 coi như là vậy đi nhưng cũng không tính là tất cả bất giác cười khẽ một tiếng chắc phàm từ chối cho ý kiến bĩu môi sâu kín nói kỳ thật cho các ngươi bản đồ thật hay giả đều không sao cả bởi vì bất luận là tờ nào bách lý thừa tướng của chúng ta cũng sớm đã nhìn thấu răng sẵn bẫy dập những gì ta làm chỉ là xem nên đặt vòng vây này ở đâu thân thể nhịn không được run lên bách lý kinh vĩ trong lòng bất giác cả kinh vậy nói như vậy ngươi đã sớm biết hết thảy bắt đầu từ khi nào đại hội đan vương khóe miệng nhếch lên lúc này đã đến thời khắc đại cát cuối cùng chắc phàm cũng không giấu giếm ta cười nói thủ đoạn của ngươi ở đại hội đan vương ta vừa nhìn đã thấy cũng biết ý đồ của ngươi kể cả cuối cùng người sách phản thượng quan ngọc lâm làm việc cho các ngươi tất cả cũng đều nằm trong dự liệu của ta cái gì thượng quan ngọc lâm dĩ nhiên đã sớm phản bội thân thể nhịn không được đồng loạt run lên sắc mặt hai cha con thượng quan phi hùng và thượng quan khinh yên chợt biến bọn họ làm sao có thể nghĩ đến thượng quan ngọc lâm người thân cận của bọn họ dĩ nhiên đã sớm phản bội gia tộc hướng về phía địch nhân ôm ấp trong lúc nhất thời hai người đều kinh nghi nhìn về phía chắc phàm khó có thể tiếp nhận sự thật này nhưng rất nhanh phản ứng của bách lý kinh vĩ lại nhất thời chứng minh lời nói của chắc phàm ánh mắt bất giác khẽ híp lại sắc mặt bách lý kinh vĩ đồng dạng có chút kinh ngạc nhưng cũng chỉ thoáng qua liền khôi phục bình thường lạnh lùng nói nếu ngươi cái gì cũng biết như vậy hết thảy mọi chuyện hôm nay cũng đều là ngươi giật dây nghe được lời này thượng quan ngọc lâm đã sớm trọng thương trên người nằm trong hồ cát nôn mửa máu tươi khóe miệng không khỏi nhếch lên nhất thời khóc không ra nước mắt trong lòng hò hét vô tận bách lý thừa tướng à con mẹ nó ngươi thật sự sẽ hãm hại đồng đội báo qua báo rồi bách lý ơi ngươi vừa nói như vậy chẳng phải là hướng thượng quan phi hùng biến tướng thừa nhận chuyện lão tử là phản đồ sao lão tử làm sao có thể trở về đông châu làm thám tử cho các ngươi nhưng hắn làm sao biết được từ khi chắc phàm nói ra việc này mặc kệ thượng quan phi hùng có tin hay không hắn dĩ nhiên cũng đã có hiểm nghi không còn giá trị làm thám tử nữa chính là bởi vậy bách lý kinh vĩ mới không chút do dự vứt bỏ hắn không chút chân trừ nào ha 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 bách lý thừa tướng là người thông minh tự nhiên đoán rất chuẩn nhếch miệng cười chắc phàm không khỏi cười khẽ gật gật đầu hai quyền hung hăng nắm chặt bách lý kinh vĩ nghe được lời này cũng cảm thấy một trận uất giận phập phòng ở trong lồng ngực không phun ra được ừ cổ đại sư ngươi đây là đang khen ta hay là đang mỉa mai bản tướng sau chuyện của gia cát lượng lần này bổn tướng lại là lần đầu tiên làm nào có vậy cũng phải so với cho đến cuối cùng còn hồ đồ hơn nhiều ha 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 những mày chắc phàm nhất thời cười nhạo ra tiếng răng rắc thân thể hơi run lên, sắc mặt Bách Lý Kinh Vĩ càng thêm khó coi, thậm chí mọi người cũng có thể rõ ràng nghe được trong hàm răng của hắn phát ra thanh âm răng rắc. Rất rõ ràng, vừa rồi hắn bị chắc Phàm trào phúng trần trụi, đã tức giận đến thiếu chút nữa nghẹn đến nội thương. Nghĩ đến Bách Lý Kinh Vĩ hắn, ở toàn bộ Kiếm Tinh Đế Quốc cũng không phải là kỳ tài tu luyện có thiên tư cao. Điểm duy nhất có thể làm cho hắn cười ngạo quần hùng, đứng vững trên thế gian, chính là tài năng chỉ điểm Giang Sơn, bài mưu tính kế của hắn nhưng bây giờ ở trước mặt chắc phàm cho dù là tài hoa khiến hắn an thân lập mệnh khiến hắn kiêu ngạo cả đời cũng bị trần trụi vũ nhục điều này không khỏi làm cho hắn nổi trận lôi đình cảm nhận được sỉ nhục đầu tiên trong đời dù sao luôn luôn là hắn làm chấp tử giả vỗ tay trong lúc đùa bỡn người khác lần này hắn ngược lại bị người khác đùa bỡn thật sự làm cho hắn có chút chịu không nổi thượng quan phi vân thấy vậy cũng hung tợn nhìn chằm chằm chắc phàm tức giận chất vấn thành tiếng nói như vậy để cho lão phu giống như kẻ ngốc canh giữ một đêm cũng là mưu đồ của ngươi sao ha 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 phi vân kiếm vương ngươi tìm nhầm người rồi không khỏi cười lắc lắc đầu chắc phàm nhẹ nhàng nhún nhún vai phát ra từng trận tiếng cười nhạo chỉ vào thượng quan ngọc lâm còn đang thở hồn hển trong hồ lớn không ngừng nôn ra máu nói oan có đầu nợ có chủ hắn truyền tin tức cho các ngươi các ngươi nên tìm hắn mới đúng phải biết rằng nếu không phải hắn có tư tâm của mình muốn mượn đao giết người mà nói làm sao có thể ở trên bố cục nguyên bản sinh ra một tiết đem phi vân kiếm vương điều ra đây nếu là hai đại kiếm vương liên thủ cao thủ thượng quan ra sớm đã bị tiêu diệt trong khoảnh khắc ta nào có thời gian hành động chứ ha 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 thân thể không khỏi chấn động thượng quan phi vân quay lại nhìn về phía thượng quan ngọc lâm tức giận mắng ra tiếng thứ chó này thành sự không đủ bại sự có thừa cũng như lão nương của hắn vì chuyện riêng của mình mà làm hỏng chuyện tốt của ta thật sự là chết chưa hết tội ừ bất thình lình dùng mình một cái thượng quan ngọc lâm bất giác trong lòng hoảng sợ tuy rằng không thể nhúc nhích vẫn sợ tới mức toàn thân run rẩy không ngừng đồng thời sâu trong nội tâm oán thầm một trận chuyện của lão tử cổ nhất phàm này làm sao biết hết được chẳng lẽ lúc lão tử làm chuyện xấu hắn liền ở một bên nhìn tựa hồ nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn chắc phàm không khỏi cười tà ra tiếng hạ thấp thanh âm sâu kín nói đồ đệ ngoan lần này chuyện của vi sư thành công còn đều dựa vào ngươi ha 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 lão ma đầu nghe được thanh âm mà hắn cực kỳ quen thuộc lại cực kỳ kiên kỵ cùng hoảng sợ thượng quan ngọc lâm không khỏi hít sâu một hơi chợt phun ra từng đạo cột máu đỏ tươi hoảng sợ lên tiếng hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới kẻ đem hắn tra tấn đến chết đi sống lại đi vô ảnh tới vô tung dĩ nhiên chính là chắc phàm vẫn ở cách hắn không xa ta nói hắn làm như thế nào đều có thể tùy thời tùy chỗ ẩn vào đến thì ra từ ban đầu ngươi đã ở bên cạnh ta bị một người mà mình vạn lần khinh bỉ thống hận đùa dỡn lừa gạt thời gian dài như vậy thể diện của quý công tử thượng quan ngọc lâm kia trong nháy mắt liền nhận phải sự nhục nhã lớn lao tuy rằng hắn trọng thương trong người khó có thể nhúc nhích nhưng vẫn nhịn không được một trận quay cuồng toàn thân run rẩy nước mắt hối hận không ngừng chảy xuống trong lòng như có một vạn con thảo nê mã chạy như điên ở trong lòng cuồng giống các loại oán độc nguyên rủa tất cả đều hướng về phía chắc phàm kẻ giả mạo làm cao thủ ma đạo trêu chọc hắn trên thực tế cỏ rác hèn mọn đến đâu cũng có lòng tự trọng của mình con kiến hôi có nhỏ bé hơn nữa cũng có điểm mấu chốt của riêng mình nếu một mực nô dịch hắn thật sự là một vị tuyệt thế cường giả cao thủ ma đạo hắn cũng sẽ nhận mệnh ai bảo người ta so với mình mạnh hơn chứ như đối với trác phàm người bạn cùng trang lứa hắn chưa từng nhận thức thực lực này tuy rằng hiện tại trong lòng đã biết rõ nhưng vẫn tràn ngập bài xích hắn chính là đệ nhất thị tộc đông châu thiếu gia thượng quan gia có được hay không từ khi thành danh sao có thể chịu nhục trước một tên thảo dân tầm thường chứ nhất là một tên vô lại không biết xấu hổ như thế cho nên nếu ngay từ đầu hắn đã biết ma đầu một mực nô dịch hắn chính là chắc phàm mà nói nhất định là có bị đánh chết cũng sẽ không theo thậm chí dương phụng âm vi âm thầm làm hại chính là bởi vì hắn không biết ma đầu này là thần thánh phương nào trong lòng liền có cảm giác kính sợ không dám tùy ý có động tác đây cũng chính là một trong những nguyên nhân ngay từ đầu khi chắc phàm chuẩn bị coi hắn là quân cờ lại không sử dụng chân thân mà giả làm người khác giờ này khác này nhìn thấy sau khi thượng quan ngọc lâm biết được chân tướng liền hối hận lăn lộn khắp nơi khóc giống hết nước mắt chắc phàm càng thêm xác nhận quyết định của mình lúc ấy chính xác cỡ nào cao thủ phía sau màn nên có bộ dáng cao thủ phía sau màn tạo ra một loại bầu không khí thần bí cường đại bằng không cái gì cũng bị người ta hiểu rõ sẽ không có lực chấn nhiếp người này cũng không để hắn sử dụng mà mọi người nhìn thấy thượng quan ngọc lâm làm ra động tác quỷ dị như vậy đều không khỏi có chút nghi hoặc một trận khó hiểu làm sao vậy có chuyện gì mà thương tâm như vậy ở đây nào có ai không bị tiểu tử trước mặt này tính kế đâu. ngươi khóc thành cái bộ đức hạnh này, năng lực tâm lý cũng quá kém đi. Cũng chỉ có bách lý kinh vĩ, khó khăn làm mới có thể lý giải một điểm cảm thụ của thượng quan Ngọc Lâm. Đây là xỉ nhục hoàng tộc, xỉ nhục quý tộc, là xỉ nhục trên huyết thống bẩm sinh. Những người đứng bên cạnh xem náo nhiệt chính là không tự thân thể nghiệm, chỉ khi nào bọn họ cũng bị tiểu tử kia chơi đến chết đi sống lại sau khi thụ hết chơi chọc Vũ nhục đại khái sẽ hiểu được loại cảm thụ này tựa như vua của một quốc gia trước mắt bao người bị một tên khất cái phun một ngụm nước miếng vào mặt đây là sự sỉ nhục bọn họ cả đời cũng không rửa được mặc dù giết chết được người trước mặt này cũng giống như vậy nghĩ tới đây ánh mắt bách lý kinh vĩ không khỏi khẽ híp lại nhất thời hiện lên từng đạo hàn mang gắt gao nhìn chằm chằm chắc phàm nói tuy rằng tình báo giả lần này là do tiểu tử thượng quan ngọc lâm này không thức thời tự tiện làm chủ gây ra nhưng trong đó hẳn là cũng có công lao của cổ tiên sinh đi ha 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 nào có, ta chỉ là hù dọa hắn một chút, hắn liền sợ tới mức muốn mau chóng diệt trừ ta, tự tiện làm ra loại chuyện đâm ngang này. Nhưng tất cả những chuyện này cũng nằm trong dự liệu của ta, là ta cũng muốn. Lông mày không khỏi nhướng lên, chắc phàm không khỏi nhất thời cười nhạt lên tiếng, sâu kín nói, cho nên thừa tướng đại nhân nói là công lao của ta, cũng không sai. Gào ồ, bỗng dưng, vừa nghe được tiếng giải thích này, tiếng gào thét của thượng quan Ngọc Lâm trong hố càng thêm vang dội. Rất rõ ràng, tâm linh yếu ớt của hắn lại bị chắc phàm hung hăng đánh thêm một kích hắn vốn là muốn thiết kế giết chắc phàm nhưng không nghĩ tới lại bị người ta tính toán trong lòng bàn tay chẳng những không giết được ngược lại còn giúp người ta đạt được mục đích của mình điều này làm cho người theo chủ nghĩa lợi ích như hắn làm sao có thể chịu đựng được không ngờ bổn công tử lo lắng sợ hãi như thế mới đánh bạc thể diện lương tâm không cần bận rộn nửa ngày đều đang vì người khác làm việc lòng tự trọng lòng tự trọng của ta đều là con mẹ nó vỡ thành ngàn mảnh thủy tinh thượng quan ngọc lâm trong lòng kêu rên không ngừng trong mắt tràn đầy lệ nóng nhưng đã không thể gào thét được nữa chỉ có thể khóc nức nở không nhìn bộ dáng ủy khuất của tiểu tử kia tuy rằng mọi người trong lòng thầm hận nhưng cũng là dẫn dữ không tranh ai kỳ bất hạnh không chỉ có một đám người thượng quan ra nghĩ như thế ngay cả thượng quan phi vân đối với cháu trai cũng cho rằng như vậy tiểu tử này thật sự con mẹ nó không phải là người làm đại sự như vậy mà còn muốn leo lên ngai vàng đông châu tri chủ ta phi ừ cổ tiên sinh thật sự là rất giỏi mưu đồ kinh vĩ cả đời chưa bao giờ phục người nhưng lúc này đây không thể không nói bội phục bội phục đem tất cả đều quét sạch một lần, nhất thời hiểu được tất cả, ánh mắt nhìn về phía chắc phàm cũng càng thêm coi trọng. Chẳng qua giờ khác này, coi trọng này không còn là coi trọng mà là kiên kỵ thật sâu. Nam nhân có thể làm bách lý kinh vĩ hắn ngã xuống một hố lớn như vậy, tuyệt đối không đơn giản, hơn nữa còn vô cùng nguy hiểm. Kết quả là bách lý kinh vĩ nhìn chắc phàm thật sâu, lại nhìn về bốn phía, xác định không có đồng bọn tiếp ứng mới vung tay lên bảo hộ vệ vây quanh chắc phàm, lạnh lùng nói: cổ tiên sinh trí tuệ bất phàm, tất cả đều mưu đồ kín kẽ không chê vào đâu được ta nghĩ đường lui chắc hẳn ngươi đại khái cũng đã sớm trải ra rồi người tận lực nghe thiên mệnh biết là một chuyện nên làm lại là một chuyện khác vạn nhất trên đời này còn có một cái vạn nhất đấy nghe được lời này hai người không khỏi liếc nhau một cái tiếp theo đồng loạt cười to thành tiếng chẳng qua chắc phàm là vô tận cười nhạo bách lý kinh vĩ lại từng trận cười lạnh không ngừng phát ra nhìn hai người này một bộ mũi nhọn đối diện mạch mang đối chọi gay gắt rất có cảm giác kỳ phùng địch thủ đối mặt lương tài thượng quan phi hùng cùng ba vị cung phụng trí cường kia lại nhất thời bị phơi nắng ở một bên bị bách lý kinh vĩ cùng chắc phàm cùng mọi người không buồn để ý điều này không khỏi làm cho hai má bọn họ đồng loạt co rút chợt cảm thấy một trận không thú vị đồng thời có cảm thụ giống như thượng quan ngọc lâm lòng tự trọng bị tổn thương mãnh liệt làm ơn các ngươi có thể nhìn qua đây một chút hay không nói như thế nào ta cũng là cao thủ của thượng quan gia đông châu các ngươi xem nhẹ chúng ta như vậy làm cho chúng ta rất khó xử nhưng giờ khác này ai mà muốn chú ý đến bốn lão già không quan trọng này cho dù là bản thân thượng quan phi vân cũng không nhìn bọn họ một cái nữa là dù sao trùng thiên kiếm lại không còn trên người bọn họ nữa lúc này ánh mắt mọi người đều hội tụ trên người một người chắc phàm trong mắt mỗi người đều tản ra vẻ cảnh giác nghiêm túc đêm nay của đại sư đem tất cả cao thủ đùa bỡn trong lòng bàn tay đến tột cùng còn có kỳ sách gì có thể giúp mình thoát thân dưới sự bao vây của nhiều cường giả tuyệt thế như vậy hắn lấy đầu ra tự tin nhãn tình tao nhã như thể xác định mình khẳng định có thể thoát thân đây bọn họ không biết nhưng cũng bởi vì không biết cho nên mới càng thêm cẩn thận phòng ngừa hết thảy khả năng có thể phát sinh một đôi mắt đẹp sóng thu lưu chuyển thượng quan khinh yên gắt gao nhìn chằm chằm chắc phàm đối mặt với mấy ngàn hào cường lại không chút để ý trong mắt tràn đầy vẻ miệt thị không khỏi bỗng dưng giật mình chắc phàm lúc này làm cho nàng càng thêm xa lạ nhưng loại xa lạ này lại không biết tại sao làm cho nhịp tim của nàng đập nhanh hơn hai gò má đỏ bừng một mảnh tựa như chảy máu nàng trăm triệu lần không nghĩ tới người ở trong tiểu viện cứu nàng đem nàng trở về mot vị luyện đan sư thần chiếu cảnh bình thường đến không thể bình thường hơn lại là một anh hùng cái thế mặt không đổi sắc đứng giữa vòng vây của vạn quân loại khí phách mơ hồ lộ ra từ toàn thân cao thấp của chắc phàm bất đồng với khí phách nho nhã đôn hậu của phụ thân nàng là một loại khí tức thượng vị giả chấp trưởng giang sơn nhưng không thể không nói đối với một tiểu cô nương như nàng mà nói lại càng bị khí phách kiệt ngưu như chắc phàm hấp dẫn thật lâu khó có thể rời khỏi người hắn nhưng mà đối với ánh mắt nhìn chằm chằm của nàng chắc phàm cũng không chú ý tới dù sao hiện tại nhìn chằm chằm hắn chính là mấy ngàn đạo ánh mắt như vậy hắn làm sao có thể chú ý tới một đạo trong đó đây trái nhìn phải nhìn những người này một cái cuối cùng vẫn chuyển hướng về phía bách lý kinh vĩ chắc phàm không khỏi cười ta một tiếng thản nhiên nói thừa tướng đại nhân kịch bản của ta ngay từ đầu đã định tốt rồi không có vạn nhất thiên khu vừa nói xong chắc phàm nhất thời đồng tử ngưng tụ ấn quyết dưới tay bỗng dưng kết động khẽ quát ra tiếng u thoáng chốc một đạo ba động vô hình đột nhiên mọc lên dưới chân chắc phàm ngay sau đó trên chín tầng trời thất tinh bắt đầu hào quang đại thịnh một cột sáng phát ra ánh sáng rực rỡ đến chói mắt chợt từ trên một ngôi sao trong đó đột nhiên đập xuống nhất thời liền đập xuống một mẫu ba phần đất dưới chân chắc phàm nhất thời liền đem hắn vững vàng bao bọc trong cột sáng kia đồng tử nhịn không được co rụt lại đám người bách lý kinh vĩ không khỏi cả kinh thất sắc nhao nhao che mắt lại đồng loạt lui về phía sau không biết cột sáng này đến tục cùng có ẩn tình gì đúng lúc này một đạo thanh âm già nua không biết ở đâu nhớ tới vội vàng nói cái này đây là thượng cổ tinh thần đại trận làm sao có thể hẳn là đã thất truyền mới đúng làm sao có thể cái gì ngươi có biết trận này không thân thể nhịn không được run lên bách lý kinh vĩ vội vàng xoay người nhìn lại đã thấy người nọ không phải là ai khác chính là một trong người vị trận pháp đại sư thập nhất phẩm mình mang đến từ đế đô liền không khỏi vội vàng lên tiếng quát hỏi nếu ngươi đã biết trận này vậy trận này đến tột cùng là có công dụng gì dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn cột sáng rực rỡ kia người nọ tự hồ đã nhìn đến có chút si mê đợi đến khi nghe thấy bách lý kinh vĩ hỏi mới kịp phản ứng lại vội vàng cung kính nói khởi bẩm thưa tướng đại nhân tinh thần đại trận có rất nhiều chủng loại đều đã thất truyền lão phu hôm nay cũng là lần đầu tiên nhìn thấy trận này rất đỗi kinh ngạc à? nhưng đến tột cùng là vì cái gì có tác dụng thế nào lão phu cũng không giải thích được vậy ngươi rong dài cái rắm hư ngày thường bách lý kinh vĩ luôn luôn chiêu hiền đại sĩ lúc này cũng nhịn không được lên tiếng mắng to vẻ mặt tức giận chắc phàm ở trong cuộc sáng thấy thế thì không khỏi nhất thời cười to thành thơi nói thưa tướng đại nhân đừng giận hắn không biết nhưng ta biết dù sao cũng là lần cuối cùng nói cho các người biết cũng không sao đây là thượng cổ tinh thần đại trận thất tinh thích đấu trận công dụng sao nói đến đây chắc phàm khẽ trầm ngâm bất giác nhếch miệng cười đùa giỡn nói chính là truyền tống cái gì truyền tống trận đồng tử nhịn không được hung hăng co rụt lại bách lý kinh vĩ không khỏi chấn động sau đó liền vội vàng vung tay lên vội vàng quát với mọi người nói mau ngăn hắn lại không thể để hắn từ nơi này truyền tống đi vâng hét lớn một tiếng mọi người đồng loạt tiến lên nhưng chắc phàm lại cười khẽ lắc đầu từ chối cho ý kiến muộn rồi tinh thần truyền tống trận này chính là một chữ nhanh một khi khai trận thoáng qua liền biến mất mặc dù các ngươi là cao thủ quy nguyên cũng tuyệt đối đuổi không kịp tốc độ truyền tống này chỉ cần ta nhẹ nhàng bấm quyết một lần nữa liền nói xong khóe miệng chắc phàm xẹt qua nụ cười quỷ dị trong tay khẽ động thân hình vốn đang rõ ràng cũng dần dần trở nên mơ hồ tựa hồ sắp biến mất thấy tình cảnh này mí mắt bách lý Kim vĩ nhất thời giật giật hai quyền đã khẩn trương hung hăng nắm chặt lại trong mắt tràn đầy vẻ ác độc không cam lòng ông ông năng lượng ba động cường đại từ nơi ánh sáng trắng trói mắt hạ xuống không ngừng phát tán ra bên ngoài khuôn mặt chắc phàm dần dần hư ảo ánh mắt nhìn về phía mọi người nhất là bách lý kim vĩ tràn đầy cười nhạo cùng châm chọc những hộ vệ vương phủ kia cường giả quy nguyên muốn mạnh mẽ đột nhập trận thức ngăn chắc phàm lại đã không còn kịp nữa nhìn hết thảy bách lý kim vĩ hung hăng cắn môi cắn mạnh đến mức bật máu quá sức nhục nhã lần này hắn xem như bị tiểu tử thần bí không biết từ đâu xuất hiện hoàn toàn chơi thảm chẳng những không thể tiêu diệt hết đám cao thủ của thượng quan gia ngay cả trùng thiên kiếm cũng mất chuyện trở thành như thế này sau khi hắn trở về làm sao có thể hướng lão tổ tông bàn giao mấu chốt hơn chính là danh hiệu thừa tướng đế quốc kinh thiên vĩ địa chi tài của hắn xem như hoàn toàn bị đập vỡ sau này có còn được lão tổ tông tiếp tục tín nhiệm hay không đều trở thành ẩn số trong phút chốc chỉ là một đêm bại trận hắn lại cảm thấy con đường làm quan cả đời trong nháy mắt dường như trở thành một mảnh hắc ám hắn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi phổi sắp nổ tung nhưng khóe miệng đan thanh sinh ở một bên lại sâu kín hàm chứa một nụ cười khó hiểu nhìn chắc phàm thật sâu một cái âm thầm gật đầu tiểu tử kia chúc mừng tâm nguyện của ngươi đạt thành thoát khỏi hổ huyệt chúng ta sau này còn gặp lại ha 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 vù nhưng mà vào lúc này một đạo tiếng vang vang lên chỉ trong nháy mắt một mảnh bóng đen lóe lên trước mặt mọi người tiếp theo bỗng dưng xuất hiện trước người thượng quan Kinh yên một phen liền bắt lấy cần cổ trắng nõn của nàng hung hăng nâng lên thượng quan Kinh yên kinh hô một tiếng toàn bộ lực chú ý của nàng đều đặt ở trên người chắc phàm nên căn bản không kịp phản ứng được xem là chuyện gì đã xảy ra chỉ chợt cảm thấy cổ bị siết chặt không thở nổi hai gò má trong nháy mắt nghẹn đến đỏ bừng như máu khó chịu vô cùng cổ họng bị thiết chặt nói không nên lời thượng quan phi vân ngươi làm gì vậy đường đường là cao thủ quy nguyên đỉnh phong cư nhiên hướng một hài tử ra tay ngươi có còn chút thể diện nào không không khỏi cả kinh thượng quan phi hùng đột nhiên cảm giác được khuê nữ nhà mình gặp phải chuyện không hay tập trung nhìn lại đã thấy kẻ xấu kia không phải người ngoài mà chính là thúc thúc ruột của nàng huynh đệ ruột thịt của mình thượng quan phi vân không thể nghi ngờ thì không khỏi giận dữ lên tiếng quát mắng liên tục cho dù ngươi không để ý đến nàng còn là cháu gái của ngươi cũng nên bận tâm thân phận của mình một chút nếu muốn đánh lão phu phụng bồi đến cùng mau thả yên nhi ra lạnh lùng liếc hắn một cái thượng quan phi vân không khỏi hừ nhẹ một tiếng khinh thường bĩu môi lão già hỏa chính ngươi có bao nhiêu phần lượng cả hai chúng ta trong lòng đều biết rõ lão phu cũng không có hứng thú đánh với ngươi hơn nữa bổn vương nói như thế nào cũng là tôn sư của cửu kiếm vương không nói đến nha đầu này là trí thân của vãn bối của lão tử cho dù nàng chỉ là một tu giả hóa hư cảnh bình thường của thượng quan gia lão phu cũng không nên tự hạ thân phận ra tay với nàng chỉ có điều hừ hừ tình thế bất đắc dĩ xin lỗi cháu gái ngoan nói xong sắc mặt thượng quan phi vân phát lạnh đem thân thể thượng quan khinh yên sách đến trước mặt chắc phàm giận dữ quát cổ nhất phàm ngươi nghe kỹ cho lão phu tức thời thì nhanh chóng đem trùng thiên kiếm lưu lại bổn vương sẽ thả cho ngươi một con đường sống ngươi có thể rời đi bằng không tính mạng nha đầu này cũng sẽ không bảo đảm không khỏi ngẩn ra bàn tay đang kết ấn của chắc phàm hơi run lên trên mặt có chút động dung bách lý kim vĩ vừa thấy hai mắt bất giác sáng ngời cảm thấy có hy vọng liền vội vàng phất phất tay bảo những hộ vệ vương phủ kia dừng người lại tránh cho cổ nhất phàm cảm thấy bị bức ép nhất thời truyền tống đi giờ này khác này trước tiên đem hắn ổn định lấy nha đầu này đàm phán cùng hắn nói không chừng còn có thể lấy lại trùng thiên kiếm dù sao quan sát quan hệ lúc trước của hai người này tựa hồ còn tương đối mật thiết hơn bình thường hơn nữa từ trong tin tình báo mà phán đoán nha đầu này khắp nơi vì cổ nhất phàm suy nghĩ thậm chí đem chuyện cha mình muốn đem hắn lợi dụng như quân cờ cũng nói thẳng ra điều này cũng không thể giải thích là quan hệ bằng hữu đơn giản nếu giữa hai người không có gì vậy mới kỳ quái Tuy nói cổ nhất phàm này lúc đầu cũng không có hảo tâm gì, đối với thượng quan gia cũng là cực kỳ lợi dụng, thuộc về thế lực bên thứ ba, nhưng tình cảm giữa người với người, ai có thể nói chuẩn. Vạn nhất tiểu tử kia cùng nha đầu này ở chung lâu, thật sự lâu ngày sinh tình thì sao? Không sai, cơ sở để Bách Lý Kim Vĩ cùng Thượng quan Phi Vân lấy Thượng quan Khinh Yên làm điều kiện trao đổi, tất cả đều là suy đoán, dựa vào chính là một cái vạn nhất này. Nghĩ tới đây, Bách Lý Kim Vĩ quay đầu nhìn Thượng quan Phi Vân một cái thật sâu, âm thầm gật đầu xem ra phi vân kiếm vương này không chỉ là một võ phu có can đảm có cẩn thận thậm chí còn ở trên thừa tướng đế quốc như hắn khó trách có thể ngồi lên ngai vàng kiếm vương nếu chỉ là võ phu đơn thuần lão tổ tông há có thể coi trọng ai vừa rồi mình thật sự quá kích động không ngờ lại mất đi bình tĩnh hiện tại nghĩ lại vẫn là phi vân kiếm vương mắt độc lại có thể ở trong ngàn vạn sợi manh mối rút ra một cơ hội chuyển bại thành thắng như vậy không hổ là một đời kiêu hùng Bách lý kinh vĩ âm thầm tán phục, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm chỗ chắc phàm, chán đầy mồ hôi, chờ đợi câu trả lời của hắn. Đám người thượng quan phi hùng cũng vội vàng nhìn về phía chắc phàm, hai tay siết chặt, trong mắt lộ ra vẻ hy vọng. Hiện giờ tính mạng của yên nhi chính là trong một ý niệm của ngươi. Cổ nhất phàm, mặc kệ ngươi là ai, nhiều ngày như vậy, yên nhi đối với ngươi không tệ. Ngươi cho dù là tâm địa sắt đá, cũng nên có chút xúc động đi. Chỉ cần chắc phàm toát ra một tia cảm xúc muốn cứu nàng, nàng liền thỏa mãn thế nhưng đối mặt với ánh mắt chăm chú của mọi người khóe miệng chắc phàm lại nhếch lên nhất thời lộ ra bộ mặt tràn đầy trào phúng mỉa mai nói phi vân kiếm vương đầu ngươi bị uống nước à đầu người toàn cớt à ngươi bắt nữ nhi của thượng quan phi hùng để áp chế ta ngươi có nhầm đối tượng không lời này vừa nói ra mọi người ở đây nhất thời sắc mặt trầm xuống bất đắc dĩ thở dài xem ra nữ oa kia không phải là nhược điểm của tiểu tử này thượng quan phi hùng thì nắm chặt hai đấm tức giận đến toàn thân run rẩy hung hăng cắn răng tiểu tử vô tình vô nghĩa này thật đáng chết thượng quan khinh yên cũng là khóe miệng sụi lơ vẻ mặt đáng chát đây chính là bộ mặt thật của cổ tiên sinh sao quả nhiên lãnh khốc vô tình ai cổ nhất phàm ngươi suy nghĩ rõ ràng chưa ngươi không phải cỏ cây ai có thể vô tình tinh quang trong mắt chợt lóe thượng quan phi vân còn muốn tiếp tục thăm dò nhưng còn không đợi hắn nói tiếp chắc phàm đã cười to một tiếng từ chối cho ý kiến nói ha 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 tốt một câu người không phải cỏ cây ai có thể vô tình nhưng kiếm vương đã từng nghe qua câu lâu ngày mới có thể sinh tình ta cùng nha đầu này quen biết chỉ một tháng, hơn nữa vốn không có hảo ý, chỉ là muốn lợi dụng cao thủ thượng quan ra vì ta xuất lực mà thôi, mục đích không thuần khiết, há có thể hữu tình. Mặc dù có, cũng nhưng chỉ là tình cảm lượt lạt, vô cùng mỏng manh. Nói xong, chắc phàm lại nhìn về phía thượng quan khinh yên, ta cười nói, nha đầu, vừa rồi ta đã cảnh cáo ngươi, lưu lại không có chỗ tốt gì, để ngươi mau chóng rời đi, có phải hay không? Khẽ trầm ngâm một chút, thượng quan khinh yên thản nhiên gật gật đầu, vậy thì tốt rồi ta đã đối với ngươi nhân trí nghĩa tận là ngươi tự mình tìm chết nhất định muốn lưu lại liền không trách được ta không khỏi nhẹ nhàng cười chắc phàm quay lại nhìn về phía thượng quan phi vân cười to lên tiếng người trẻ tuổi luôn luôn không biết nặng nhẹ lấy tính mạng mình ra đùa giỡn cho dù có chết cũng không trách được ai tính mạng của mình dù sao cũng phải do mình gánh vác tuy hứng phải trả giá đắt điểm này người trẻ tuổi nên trải nghiệm nhiều hơn chỉ là có người có thể biết nhiều hơn một chút có người chỉ có thể lưu nghiệm một lần giống như thượng quan cô nương chính là như thế nhưng tự tay chấm dứt sinh mệnh cháu gái ruột của mình trong nhân sinh chỉ sợ cũng chỉ có một lần mà thôi phi vân kiếm vương hảo hảo hưởng thụ ha ha chắc phàm châm chọc cười to ra tiếng mặt đầy tiêu sái ấn quyết trong tay đã lần nữa kết thành năng lượng cường đại chen trúc mà ra thân hình của hắn cũng chậm rãi nhạt đi thân thể nhịn không được chấn động sắc mặt thượng quan phi vân đại biến hắn trăm triệu lần không nghĩ tới chắc phàm này lại tuyệt tình như vậy không chút để ý đến tính mạng của thượng quan khinh yên ngay cả một tia lưu luyến cũng không có liền trực tiếp rời đi nhất là cuối cùng còn cười nhạo chính mình giết chết vãn bối trí thân chuyện này nếu truyền ra ngoài thanh danh của hắn không tốt không nói ngay cả trong lòng hắn cũng sẽ lưu lại bóng ma bàn tay đang nắm lấy cổ thượng quan khinh yên cũng không khỏi có chút buông lỏng mắt thấy một màn này chắc phàm trong quang mạc âm thầm thở ra một hơi trong lòng khẽ gật đầu cuối cùng cũng dùng phương pháp kích tướng bảo trụ được nha đầu này thế nhưng thượng quan phi vân dễ dàng lừa gạt nhưng bách lý kim vĩ đã nhìn thấu hết thảy trong đó không khỏi hét lớn thành tiếng phi vân kiếm vương giết nha đầu kia cái gì hắn vừa rồi là đang kích ngươi nếu hắn thật sự không quan tâm đến tính mạng nha đầu này làm sao còn nói nhiều lời vô nghĩa như vậy hắn đang kích thích ngươi ngăn cản ngươi động thủ ánh mắt hơi híp lại bách lý kim vĩ tựa hồ rốt cục cũng thấy được nhược điểm của chắc phàm không khỏi hung hăng nhìn chằm chằm vào quang mặt kia hét lớn thành tiếng cổ nhất phàm nếu ngươi dám đi tánh mạng nha đầu này liền không giữ được ngươi có thể thử xem nghe được lời này bàn tay đang nắm lấy thượng quan khinh yên của thượng quan phi vân bất giác lại siết chặt lại cười to liên tục ha 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 thì ra là như thế cổ nhất phàm thì ra ngươi vẫn muốn cứu nàng vậy thì dễ làm đem kiếm lưu lại chúng ta cũng không làm khó ngươi đảm bảo sẽ để các ngươi an toàn rời đi thế nào ách cổ lại bị siết chặt thượng quan khinh yên chợt cảm thấy đã không còn một chút khí tức nào để hít vào dần dần tiến vào tử cảnh thế nhưng không biết tại sao sau khi nghe bách lý kim vĩ giải thích trong lòng nàng lại bỗng dưng sinh ra chút ngọt ngào dù sao điều này cũng đại biểu trong lòng chắc phàm vẫn có nàng vẫn là muốn cứu nàng chẳng qua cách thức không giống người khác mà thôi Ha ha ha, Cổ tiên sinh thật sự là một người nhẫn tâm, ngay cả cứu người cũng lãnh khốc vô tình như thế. Nhưng trong vô tình này, lại có tình, Cổ tiên sinh, rốt cuộc ngài là loại người gì đây? Trên gò má đang dần dần tái nhợt, rơi xuống hai hàng nước mắt, nhưng khóe miệng nàng lại khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười vừa lòng nhưng lại có chút tiếc nuối. Đáng tiếc, ta không thể tiếp tục nghiên cứu nữa. Cảm thụ được khí tức của người ngọc kia đang dần dần yếu đi, đám người thượng quan phi hùng bất giác nóng nảy muốn ra tay, nhưng lại sợ đầu sợ đuôi, sợ hãi sẽ hại thượng quan khinh yên trực tiếp chết trong lúc nhất thời đúng là không biết nên làm như thế nào mới tốt chắc phàm ở trong quang mặc nhìn hết thảy trong mắt một mảnh lãnh sắc hai tay ấn quyết đã chuẩn bị rời đi hắn không giống như bọn thượng quan phi hùng bị tình cảm làm cho chóng váng đầu óc chỉ là liếc mắt một cái hắn đã nhìn ra điểm mấu chốt đám người bách lý kim vĩ bắt thượng quan khinh yên làm con tin là bởi vì trùng thiên kiếm trong tay hắn như vậy chỉ cần hắn rời đi thượng quan khinh yên không còn giá trị làm con tin tất nhiên là sẽ không có việc gì nhưng ngược lại nếu trực tiếp đem kiếm giao ra bọn họ sẽ không có nhiều băn khoăn như vậy đến lúc đó bọn họ có thể không kiêng nể gì mà đuổi giết chính mình cùng thượng quan tộc nhân ngược lại tất cả đều rơi vào thế hạ phong bách lý kinh vĩ nữ oa thượng quan khinh yên này một là có thể đổi lại trùng thiên kiếm hai là có thể kiềm chế cao thủ thượng quan nhất tộc ngươi nỡ giết sao hừ hừ lạnh lùng cười chắc phàm đã nhìn thấu tất cả từ chối cho ý kiến bĩu môi muốn rời đi